gì đây là nhà thờ Giồng Lớn. Sau có một đường rẽ nhỏ vô. Mấy bên đây nha, đây là phòng khám của gì. Thì giúp phòng khám cho quý vị xem. Đó. Nằm ở bên đó, cái nhà xanh xanh đó gì. Cho quý vị biết. Dạ xin kính chào cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay ngày 28 tháng 12 thì nhằm thứ năm là đúng một tuần phòng khám tạm để đi vào hoạt động. Thì nói chung cũng đón tiếp nhiều bệnh nhân. Thì nơi đây là phòng khám ở nơi đây là tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì nếu như mà các bệnh nhân mà nếu tìm đến phòng khám này á thì men theo cái quốc lộ từ tỉnh Trà Vinh men theo quốc lộ 53 thì xuống huyện Cầu Ngang, Duyên Hải quý vị, trên đường xuống thì tới địa bàn qua cầu Vinh Kim, Cầu Ngang, sau đó mới đi một đoạn khoảng 2 km đến ngã rẽ vào nhà thờ Giồng Lớn nha quý vị. Dạo nhà thờ Giồng Lớn qua một cái cầu đi một đoạn nữa thì sẽ có cái đường lộ đá rẽ phải sẽ đến phòng khám quý vị. Rồi qua đó nếu quý vị không biết quý vị có thể hỏi người dân ở địa phương ở đó cũng được. Rồi mình sẽ đến phòng khám nơi đây. Đây là hiện hữu phòng khám hay gì. Mình giới thiệu với quý vị một cảnh xây dựng công trình không gì. Công trình hiện nay thì đã dựng lên các hàng cột rồi, chuẩn bị dựng lên một số hàng cột sau, có lẽ là 1-2 ngày nữa thôi thì bộ phận chỗ thợ hồ sẽ xây dựng cái phòng khám này lên tại với phòng khám cũ đúng không vậy? Tại phòng khám cũ thì đây là cái bệ thờ chỗ phòng khám. Thì chỗ này truyền thông cũng xin nói thêm. Thì chỗ này hồi xưa mà cha chưa mất đó, thì cha nói chỉ vào phòng khám này thì cha nói với các thầy rằng là các thầy phải giữ gìn cái chỗ bệ thờ này. Hiện tại bệ thờ này nói chung là bệ thờ là Chúa với cha trước đây, nhưng mà qua biến cố thì cũng đái này mình cha nói tạm giữ. Hồi đó các thầy cũng chả biết thì là nó như thế nào, tại cha là vị thánh mà cha biết trước sự việc có biến cố xảy ra nên cha dặn các thầy nên giữ gìn chỗ này và giữ gìn tất cả các phát đồ cũng như công trình của cha. Cha nói rõ với các môn đệ như vậy. Nhưng đến thời điểm này thì các thầy vẫn khôi phục lại cái bệ thờ, nhưng cũng như là giữ gìn những cái lời cha căn dặn nha quý vị. Nói chung là cha, theo bản thân riêng tôi thấy cha như là thánh sống, đã biết trước mọi chuyện quý vị. Gửi gắm đến thầy để các thầy gìn giữ cũng như là phát triển. Ở đây truyền thông này cũng không có nói gì thêm, chủ yếu là cho những người xem biết hiểu rõ và tìm hiểu rõ những gì mà mình có thể là biết, nhưng nó vẫn còn hạn chế, chưa có biết sâu xa hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu các hoạt động của phòng khám ngày 28 hôm nay gì. Phòng khám mới này xây dựng trên nền tảng của phòng khám cũ luôn quý vị. Một số bệnh nhân cũng thoải mái ngồi chờ phơi nắng vô vào phòng khám. Như hôm nay thì vô cái chỗ phòng thầy Thanh là cái phòng tiếp nhận hồ sơ thì cũng thông tin quý vị thêm. Thì hiện tại thì phòng khám nơi đây tồn tại hai cái kênh nha quý vị. Một là kênh phòng khám tra tường yêu thương cho không, còn kênh thứ hai là tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới quý vị của phòng khám tra tường. Thì hồ sơ bệnh nhân mới thì hôm nay thì, xin giới thiệu quý vị thêm và tóm tắt. Hôm nay thầy Thanh cũng có nói nhiều với bệnh nhân mới về cái điều kiện để mà tham gia, nói chung là tham gia bệnh nhân trị bệnh tại đây. Thì nói chung xin giới thiệu quý vị qua là đầu tiên bệnh nhân vào là qua thầy Thanh tư vấn, qua thầy Thanh tư vấn về bệnh, điều kiện để nhận bệnh là phải là ung thư gan, nói chung là phải ung thư hoặc là bị u ác tính quý vị, mà phải có một cái bệnh viện nói chung có đủ tư cách, một bệnh viện đủ điều kiện để xác định rằng là bị ung thư, thứ hai là u ác tính quý vị, có kết quả như vậy. Còn ở ngoài nước thì một số bệnh viện ngoài nước mà phải qua lãnh sự quán phải xác nhận rằng là bệnh viện đó là bệnh, nói chung là bệnh viện có tiếng hoặc là có tư cách để mà xác nhận cái bệnh án. Thì sau khi nhận thì sau khi mà thầy Thanh tư vấn nhận bệnh thì bệnh nhân sẽ viết một cái tờ đăng ký này quý vị, tờ đăng ký khám chữa bệnh tại phòng khám y học cổ truyền quý vị. Thì nội dung trong này thì hỏi gì thì mình trả lời đó ha. Sau đó thì ký tên thì có người bệnh, người nuôi và người bảo lãnh. Thì người bảo lãnh là quan hệ như thế này là một là vợ hoặc chồng, hai là cha hoặc là con ha, cha mẹ hoặc là con. Rồi sau đó mới tính những quan hệ tiếp theo nữa. Như từ khi mà không có nói chung cha mẹ mất hoặc là không còn ai nữa thì người thân trong gia đình, có thể anh em có thể, nếu không có nữa thì một người thân nào, nói chung. Rồi mới ký bảo lãnh. Còn người nuôi và người bệnh thì theo phác đồ của quý thầy ở đây nha. Thì người nuôi thì nói chung là phải ăn, không ăn đạm động vật, như thầy Thanh cũng tư vấn. Còn người bệnh thì ăn cháo nano, thảo dược nano trong vòng 3 tháng. Điều kiện nhận bệnh như vậy để quý vị nắm biết. Còn cũng giới thiệu thêm, nói chung mình đến đây thì với các thầy là các thầy đều ăn chay hết quý vị, ăn cây cỏ mà hạt giống quý vị. Mình cũng tập tành ăn chay, hôm nay cũng đỡ được quý vị. Tại vì mình tư vấn cho bệnh nhân với người bệnh là nên ăn chay, mà mình ăn mặn thì thấy nó sao đó, cho nên tất cả các thầy ở trong này chị bệnh đa số là ăn chay. Đây là bệnh nhân thanh niên. Bây giờ phải ngồi xe lăn vậy cũng tội nghiệp, ăn sớm qua khỏi. các bệnh nhân đang chờ để đắp thuốc nữa vậy. Chú có thể cho con hỏi một chút ha chú ha, cho con hỏi trở lại chút ha chú, cho con hỏi chuyện chút được không chú? À, chú có thể giới thiệu mã số bệnh nhân, người họ tên, ở đâu và mình bệnh gì, mình biết sao mình biết được tới đây ha? Tôi tên là Trần Sinh Lộc, ở Đồng Nai, bệnh là u phổi với căn qua vòng cổ. Rồi sao mình biết ở đây mình đến anh? Đi khám tổng quát phát hiện ra. Mình sao biết ở đây mình đến á? Đây coi trên mạng. Rồi những ngày đầu tiên chú vô đây như thế nào mà bây giờ thấy sao rồi? Bớt nhiều lắm rồi. Bớt cũng 50%. Mới được có tháng rưỡi nha. Tháng rưỡi hả? Rồi chú có thể kể cái chuyển biến mà bệnh của chú từ ấy mà tới thời điểm này như thế nào? Bệnh của tôi thì từ khi phát hiện ra tới giờ thì không có loại cái gì là biến động của bệnh hết, nó bình thường hết, là nó đang bình thường hết, không thấy gì gọi là phát hiện của cái bệnh là u phổi hết. Rồi tới nay cũng vậy, thay đổi chưa? Nó bớt thì nó bớt. Cái anh như tôi bị bệnh Bắc Lý Sơn cũng 5-6 năm rồi, nhưng mà bây giờ nó hay lắc đầu thôi, lắc đầu mới rung tay, nhưng mà nó bớt phần đó, nó bớt nhiều. Chứ có lắc nhiều giờ nó bớt nhiều rồi. Rồi nói chung là cũng gần cuối năm rồi, chúc chú ráng cố gắng mau lành bệnh ha, để trở về với cộng đồng, trở về với gia đình ha. Cảm ơn chú. Chị mới vô đây phải không ta? Hả? Người bệnh phải không? Em hỏi chị về chỗ. Chị có thể nói mã số bệnh nhân, họ tên, ở quê quán ở đâu á, rồi mình biết ở đây là người biết chỗ này. Em là Nguyễn Ngọc Tiền ở Đồng Tháp. Mã số bệnh nhân của em là 708. Em hồi trước em cũng bị ung thư của em là nó di căn bệnh viện Cần Thơ. Cảm đó là em giai đoạn 4 rồi. Rồi em cũng không có điều kiện để theo điều trị, nhưng mà Việt Nam em cũng nhiều nơi rồi không có hiệu quả, thì em thấy cha mình đó, em tới thì lúc em tới đây đó là em bị rối đến đi được rồi. Với em có cái hạch nóc nó lớn lắm, mà cái u của em nó cũng lớn, cái u của em nó cái kích thước của nó từ đây đến đây nó phải cỡ 20 phân. Dữ vậy hả? Rồi phải đắp thuốc hàng ngày luôn hả? Rồi nó có di căn lên đây em, lúc trước là em hơi bị nghẹn. Rồi lối ở lưng, nhưng mà em vô em gặp cha điều trị với các thầy điều trị với em thì 7 ngày là em hết lối ở lưng. Còn cái nhức cánh tay với cái nhức ở đây là nó hết dần, với cái đau đó là nó hết dần. Bây giờ em còn đau một ít ở cái u nữa thôi. Như đến nay là đau không khỏe hay gì? Dạ. Rồi cái ăn uống sao? Bình thường thôi. Lúc mà em chưa đến cha là em bị giống như là mất ngủ hoàn toàn luôn, sáng đêm không có ngủ, thời gian kéo dài rồi. Em đến đây thì các thầy theo dõi cho uống thuốc rồi, thì em theo phát đồ của cha thì cái đêm đầu tiên em vẫn thức sáng đêm, nhưng mà qua đêm thứ hai thì bắt đầu là 2 tiếng, 3 tiếng cứ dần rồi tăng lên, thì một tuần nay là em đã ngủ ngon 7-8 tiếng. Rồi. Dạ. Nói chung là chúc chị cũng gần Tết rồi, cũng cơ bản thì sẵn cho em có đề bài về các em đến các thầy với các mạnh thường quân, là các thầy bây giờ rất là vất vả để mà lo cho cái việc phòng khám của cha để dựng lại thì các thầy rất là vất vả luôn, nhưng mà các thầy cũng không có thời gian mà để tranh luận hay là để cái gì hết, chỉ có dành chọn thời gian để mà lo làm sao mà kịp cái việc điều trị cho bệnh nhân. Okay. Cũng cảm ơn các thầy rất nhiều, với qua đây cũng cảm ơn các mạnh thường quân bữa giờ chung tay góp sức vô để mà làm lại cái phòng khám để chữa bệnh cho bệnh nhân. Cái tâm huyết của cha với cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều. Nếu như mà trong lúc này mà các thầy mà ngã chí thì phòng khám của cha ở đây nó tan hoang luôn, nó không có thể được, bệnh nhân không được đến khám. Bây giờ mà nếu mà một mình các thầy không có các mạnh thường quân thì các thầy cũng không thể nào mà tự làm được như ngày hôm nay. Thì tất cả cũng nhờ các mạnh thường quân chung tay góp sức vô. Thì qua đây thì con cũng chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong nước ngoài nước gần xa đã góp phần để mà xây dựng lên cái phòng khám nhân sinh trong con của cha. Cái điều này rất là trân quý. Chúng con thì là bệnh nhân một hạt gạo ăn hay là một ly nước uống, một gói trà cũng là nhờ các mạnh thường quân chung tay vô, và cái công của các thầy chăm sóc rồi theo dõi bệnh nhân rất là quý, rồi nhờ các mạnh thường quân chung tay vô nữa là một cái điều mà chúng con vô cùng biết ơn. Rồi cũng xin chúc cho các thầy gặp được nhiều may mắn, rồi sức khỏe, rồi các mạnh thường quân thì cũng gia đình cũng được sức khỏe và làm ăn nó gặp nhiều may mắn phát đạt, để tiếp tục rồi cái công việc mà chung tay vô để phụ lo cho công việc của người của cha để lại. Cảm ơn. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị mau lành bệnh ha, trở về với cộng đồng cũng như gia đình. Rồi chúc chị, cảm ơn chị. Quý vị biết không, khi xảy ra biến cố là hiện tại là phòng khám là nhận 1.118 bệnh nhân này quý vị, là trong khi đó đang điều trị tại đây là 600-700 bệnh nhân. Nói chung các thầy rất sợ, rất sợ 600 bệnh nhân đó sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào, cho nên mọi sự tính toán nói chung là đều không đi lọt một bước nào. Nếu mà đi lọt một bước coi như bệnh nhân thiệt thòi, rất thiệt thòi, bệnh nhân rất thiệt thòi. Rồi đây là dính hai thường ngày, đây phòng khám của thầy Quý. Vậy nói thêm nữa, những bệnh nhân mà ngồi lại đây đắp thuốc là những bệnh nhân hầu như là bệnh hơi nặng, nhưng mà hôm nay thấy tươi tỉnh như thế này chứ cũng cơ bản là vui mừng đối với những bệnh nhân này. Hôm nay phòng giờ tiếng ít khách thôi, nãy giờ cũng khá nhiều rồi, bây giờ không còn ít. Nay khỏe chưa? Dạ em mới vào được 3 hôm ạ. Ừ, mà thấy được chưa? Thấy... Dạ, cũng tại vì em xuống có cái này sinh rồi bỏ 2 ngày thì nó cho ừ. Cũng ổn ha. Dạ. Có cái mũ con kia ngủ được. Hơi chấm nữa. Ừ. Nhưng mà có cái này bó này rõ rệt luôn á. Ừ. 2 ngày bó thì nó cho đó. Ừ. Là 4 lít đúng không? Nhưng mà còn 1 lít nước thuốc nữa chê. Thì đến lúc mà đói tối thì mình pha ly sữa nữa chê. Không, cháu có lít nước nữa chê. Rồi đủ sữa nữa chê. Phải có một người đứng đó để nữa. Cái gọi là nữa nó có. Phải có giấy phép kinh doanh của bác sĩ. Giấy phép hình này á. Các bệnh nhân thắp hương cầu mong cha phù hộ cho hết bệnh luôn quý vị. Cầu mong cho Chúa cha phù hộ hết bệnh, đó là mong muốn của những bệnh nhân ở đây.